Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn tham quan ở khu chợ gần Bưu điện quận 5, chợ Kim Biên. Thì hiện tại bây giờ là mình ở phía chợ khu vực Bưu điện quận 5 nè. Ở chỗ này là bán đồ gỗ. Khu này là bán đồ gỗ, bán các loại pallet, rồi gỗ, rồi nhựa. Rồi đây bán các thiết bị gia dụng, cơ khí. Hôm nay chủ nhật cho nên là cũng cửa các cửa hàng cũng có một vài cửa hàng đã đóng cửa. Chỗ này là bán các cái loại ổ khóa, rồi dồi nước, bồn cầu, sơn, ốc vít, thiết bị xây dựng. Khu vực ở quận 5 á, phía sau bưu điện quận 5. Hôm nay chủ nhật cho nên đường trống, rồi ít người mua, ít người bán. Chứ vào những cái dịp ngày thường từ thứ hai cho đến thứ sáu là rất là nhộn nhịp mua bán ở đây. Ốc vít sỉ luôn á. Và đây là phía sau của chợ Kim Biên nè, ở mặt sau chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên thì ở phía trước là đường Hải Thượng Lãng Ông, và đây là mặt sau đường Phan Văn Khỏe. Mình sẽ chạy mặt sau. Gần với lại chợ Kim Biên bán dụng cụ cần câu cá, rồi dây nhợ, rồi bạc nhựa, rồi phao cứu hộ, rất là nhiều. Ai câu cá thì lại được Phan Văn Khỏe này mua cần câu nè, dụng cụ câu cá là rất là nhiều. Bên tay trái mình là bán là dụng cụ câu cá. Ở đường Phan Văn Khỏe này chạy là thẳng luôn là sẽ đến chợ Bình Tây luôn á, sao chợ Bình Tây luôn. Mình quanh lại ngay chỗ chợ Kim Biên đi. Quý vị các bạn thấy cần câu không? Thấy các dụng cụ câu cá, lưỡi câu, dạo cước, bao, rồi cần, rồi mồi, rồi luôn có đầy đủ. Đây lưới. Kim Biên là khu vực bán quả chất nhiều lắm. Hôm nay là vắng vẻ chủ nhật. Chứ ngày
thường là đi ở đây là kẹt xe nha quý vị. Đèn quẹo ta phải đường Vũ Chí Hiếu là bán thiết bị điện. Còn bên đây là phía mặt ngoài của chợ Kim Biên. Mình sẽ chạy một vòng mặt ngoài ở chợ Kim Biên ha. Ở phía trước của chợ Kim Biên nè. Ở đây là phía bên bên hông trái của chợ Kim Biên. Lúc nãy mình đi là bên hông phải. Bên đây là hông trái. Bên hông trái chợ Kim Biên. Bác sĩ nha. Đây là bưu điện quận 5 nè. Đấy, bưu điện quận 5. Và mình sẽ chạy lanh quanh ở cái khu bán hàng ở khu vực chợ bưu điện quận 5 này. Bán vật liệu xây dựng, vật liệu kim khí điện máy rồi thiết bị điện rất nhiều. Mình sẽ chạy vô những cái đường hẻm nhỏ cho quý vị cùng coi, chúng ta cùng tham quan. Hôm nay chủ nhật cho nên là đi đường nó cũng vắng. Thiết bị điện nè. Đa số các thương nhân ở khu vực này là người qua không là cái gì. Khu chợ lớn à. Ở đường Phùng Hưng là bán thiết bị điện. Bán đồ điện, muốn cái gì cũng có hết ha. Từ đèn trang trí, đèn